có chuyện gì mà mày hốt hoảng vậy? Thả bạn ấy ra! Bạn ấy ra! Dừng tay lại! Mình biết bạn cũng là tiên mà. Hãy cùng mình tới lâu đài Anthea nào. Đi thôi. Và tại lâu đài Anthea, ngôi trường của các tiên, Lum và nhóm bạn của mình đã lập nên nhóm Wings.